sư cho con hỏi, con là người ngại giao tiếp, không thích các cuộc gặp gỡ bạn bè, cà phê, tán gẫu hay hội họp ăn uống chung. Người ngoài nói con sống hướng nội, khép kín nên mở lòng ra, nhưng con lại thấy thoải mái với trạng thái một mình như vậy. Vậy điều này có hại gì hay có lợi ích gì cho việc tu tập hay không? Cái chuyện á mà mình sống một mình á, nó còn phải xét coi là cái mình sống với một cái nội tâm gì. Nếu như mình sống một mình á mà mình sống với một cái nội tâm thèm khát các dục, ví dụ như là mình chui mình nhưng mà mình mở phim ra mình coi, mình mở chuyện ra mình coi, mình mở những cái trang mạng xã hội ra mình coi, thì mình cũng chỉ là chìm đắm trong các bất thiện của bản thân mà thôi. Thì khi đó cái chuyện mình sống một mình nó cũng không đem lại lợi ích gì cả. Chính bởi vì như vậy đó, cái chuyện mà sống độc cư thì được Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh là như thế này. Có những người á, tức là xuất ly á, là có những người á, thân xuất ly mà tâm không có xuất ly. Có những người á, tâm xuất ly mà thân không có xuất ly. Có những người á, thân tâm đều không xuất ly mà có những người thân tâm đều xuất ly. Nói theo cái cách của trường hợp này ha. Có người á thân họ đó thì họ ở một mình, nhưng mà cái tâm của họ đó thì nó đầy rẫy những cái ác bất thiện pháp, tham sân tà kiến. Có những người đó thân họ đó thì không có ở một mình, tức là cũng giao du nói chuyện chơi bời với người này người kia, nhưng mà tâm của họ đó không bị chìm đắm trong những ác bất thiện pháp như là tham sân và tà kiến. Rồi có những người á họ thân của họ đó là giao tiếp với người khác mà tâm của họ cũng đầy rẫy những cái ác bất thiện pháp. Mà có những người đó thân họ thì ở một mình và tâm của họ thì cũng cách ly với các ác bất thiện pháp. Thì cái vấn đề ở đây đó là tâm của mình nó có cách ly với những cái ác bất thiện pháp hay không, đó mới là chuyện quan trọng. Còn cái chuyện là mình có tiếp xúc với người khác hay không thì nó tùy theo cái sở căn cơ sở tánh của mỗi người.